Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên hai họ, bốn bên, tôi là bác ruột của cháu Thùy Linh. Trước hết, đại diện cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin nhiệt liệt đón chào sự có mặt rất đông đủ của toàn thể quý vị quan viên họ nhà trai đã có mặt tại buổi lễ vu quy của nhà gái chúng tôi hôm nay. Tôi xin trân trọng được mời nước, mời chầu, mời tiệc ngọt tới toàn thể quý vị. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được an vui, hạnh phúc